Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ gặp gỡ Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập tại Cairo, tin từ Cairo, Ai Cập. Nhân chuyến viếng thăm ngoại giao đầu tiên tại Trung Đông, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ là ông John Kerry được Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Nabi Al Arabi tiếp kiến tại thủ đô Cairo, quốc gia Ai Cập. Ông Kerry chia sẻ nhiều vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế thế giới vẫn còn dao động và khủng hoảng. Song song đó, các chương trình cải tổ kinh tế cần phải được sớm thực hiện nhằm bảo đảm các ngân khoản tài trợ kinh tế từ Quỹ tiền tệ quốc tế IMF được sử dụng đúng cách. Đây là chuyến viếng thăm ngoại giao đầu tiên tại Trung Đông kể từ khi ông John Kerry nhậm chức Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ thay thế cho bà Hillary Clinton đã về hưu. Ông Kerry sẽ chuyển đạt được sự ủy thác từ Tổng thống Obama, mong muốn Hội đồng Bộ trưởng Sura chấp nhận và thông qua các chương trình cải tổ kinh tế nhằm thúc đẩy nhanh chóng kiến tạo sự ổn định và phát triển kinh tế trong khu vực. Bên cạnh chuyến công tác ngoại giao với Liên hiệp Ả Rập và chuẩn bị chuyển ngoại giao cho Tổng thống Obama sắp tới, ông Kerry tiếp kiến phái đoàn chính trị đối lập Ai Cập tại thủ đô Cairo, nhưng sự tiếp kiến này vẫn còn nhiều thiếu sót. Nhiều thành viên chính trị quan trọng vì không nằm trong danh sách được mời, bao gồm luôn cả nhà chính trị đối lập Ai Cập nổi tiếng là ông Hadden Sahabi và nhà khoa học gia nguyên tử Mohamed El-Baradi đã từng làm việc trong cơ quan nguyên tử năng lượng Liên Hiệp Quốc.